Anh ơi, em đi làm đây, chiều em phải đi học cho nên là chưa em về sớm. Anh ở nhà cắm cơm nhá. Ừ, đi cẩn thận nhá. À, hôm nay xe em hỏng nên là tí em bắt xe ôm đi. Đại gia giữ ta, đi làm buổi sáng được 100.000 xong rồi đi xe ôm hết luôn mấy chục. Chứ bây giờ xe hỏng thì đi bộ à? Thôi em đi làm đây nhá. Nhất định túi cam hôm trước là do thằng bồ tao cho mày. Và nếu như điều đó là sự thật thì tất cả chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Bà này làm gì mà đứng nhìn kinh vậy? Thôi để anh bốc cho, em đi vào làm sổ sách giúp anh. Dạ vâng ạ. Đây, bổ ra ăn đi em. Dạ thôi em không ăn đâu ạ. À hôm nay em phải đi học bù ấy, à, hôm nay anh cho em về sớm được không ạ? À ừ, nếu bận thì về trước đi, còn mấy tải tí để anh bốc cho. Dạ vâng ạ. À, nay không có xe, lại định bắt xe ôm về à? Vâng ạ. Thôi để anh trở về cho. Đi làm ngày 4 tiếng được có 100.000 mà bắt xe ôm về hết cả ngày lương rồi. Dạ thôi phiền anh lắm ạ. Ui có gì đâu, anh rảnh mà. Thôi ra anh trở về luôn. Thôi thôi anh cho em xuống đây ạ. Thôi em về trước đây ạ. Em cảm ơn ạ. Anh làm gì mà đứng lù lù ở đây? Người yêu chị Liễu chở em về à? Em tiếc tiền đi xe ôm hay sao mà phải để anh ấy chở về? Có gì đâu, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Anh cũng không nghĩ gì đâu, nhưng mà em không sợ chị Liễu biết à? Em biết thừa tính chị ý rồi mà. Thôi đi về đi. Hôm nay anh có rảnh không, đưa em đi chơi đi. Không, hôm nay anh bận cả ngày rồi.